Các bác sĩ tại Brazil hiện đã có thể khẳng định thực hiện thành công ca tách cặp song sinh dính liền phần đầu và não với sự hỗ trợ của công nghệ thực tế ảo VR. Đây được đánh giá là trường hợp bệnh nhân lớn tuổi nhất sống sót sau cuộc phẫu thuật phức tạp này. Arthur và Bernardo Lima sinh năm 2018 tại bang Roraima, miền Bắc Brazil, là cặp song sinh dính liền đầu và não rất hiếm gặp. Cặp song sinh đã sống gần 4 năm với hộp sọ và mạch máu não nối liền nhau, dính chung đỉnh đầu với nhau và dành hầu hết thời gian ở bệnh viện. Các bác sĩ phẫu thuật nhận định đây là ca phẫu thuật phức tạp nhất trong các loại hình phẫu thuật do có nhiều mạch máu chung. Nhờ sự cố gắng của các bác sĩ và ứng dụng của công nghệ VR, sau 9 ca phẫu thuật, với thời gian thực hiện kéo dài tới 27 giờ, ca phẫu thuật với đội ngũ y tế của Anh và Brazil lên đến 100 người. Những công đoạn cuối cùng cho cuộc phẫu thuật đã được hoàn tất vào ngày mùng 7 và mùng 9 tháng 6 vừa qua. Các bác sĩ tham gia phẫu thuật cho biết họ đã thực hiện quét não của hai bệnh nhi để tạo bản đồ kỹ thuật số về phần não dùng chung của các em, đồng thời ứng dụng công nghệ VR xuyên đại tây dương tại cả Brazil và Anh để cùng nhau thực hiện thành công ca tách cặp song sinh này. Hiện giờ cặp song sinh đang được hồi phục tốt trong bệnh viện và sẽ được hỗ trợ phục hồi chức năng trong vòng 6 tháng. Ca phẫu thuật này được các bác sĩ đánh giá là sẽ thay đổi cuộc đời của hai bé.